Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Ngỡ ngàng ngoại hình hiện tại của con trai Ngô Kiến Huy cùng sự thay đổi của mẹ đẻ cậu bé sau 10 năm. Với những ai theo dõi Ngô Kiến Huy, chắc hẳn đều biết anh từng có con chung với em gái ca sĩ Thanh Thảo tên là Thủy Anh. Đáng nói, Ngô Kiến Huy đã từng yêu cầu Thủy Anh xét nghiệm ADN của bé Minh Trí, nếu là con của mình thì sẽ có trách nhiệm. Tuy nhiên, Thủy Anh đã từ chối, thậm chí chị gái nổi tiếng của cô còn tuyên bố không cần Ngô Kiến Huy chịu trách nhiệm. Jackie Minh Trí sau đó đã được gia đình nữ ca sĩ Thanh Thảo nhận nuôi. Jackie Minh Trí chào đời năm 2011, hiện tại đã 10 tuổi, là cậu bé rất hiểu chuyện. Thanh Thảo cho biết bản thân không hề hối hận khi quyết định nhận nuôi con của em gái và luôn cố gắng để cậu bé có được cuộc sống gia đình hạnh phúc đầy yêu thương. May mắn cho Jackie Minh Trí khi được Thanh Thảo nhận nuôi sang Mỹ định cư, tạo điều kiện sống và học tập tốt. Cô chia sẻ vào năm 2015 rằng Minh Trí đã được tôi làm thủ tục nhận nuôi hợp pháp từ 2 năm nay, nhưng thật ra ngay từ khi mới sinh đến khi lớn lên, thời gian bé sống bên cạnh tôi cũng nhiều hơn bất cứ ai trong gia đình. Hiện tại, tôi hay lưu diễn tại Mỹ nên bé cũng theo mẹ sang đây sinh sống, học tập và hai mẹ con cũng có thêm thời gian gần nhau hơn. Đối với tôi, bé Jackie là con ruột trên giấy tờ hợp pháp và về mặt tình cảm bé cũng không khác gì con ruột của tôi. Sau khi hoàn tất thủ tục, tôi cũng đã ký giấy để lại toàn bộ tài sản của mình cho Jackie khi con trưởng thành. Sau khi tin tưởng và quyết định giao con trai cho chị gái là ca sĩ Thanh Thảo, thì anh đã có tổ ấm riêng trên đất Mỹ và con gái lên 4 tuổi. Được biết hiện tại cô chủ yếu chăm sóc gia đình và kinh doanh online. Dù có gia đình mới, nhưng Thủy Anh vẫn luôn quan tâm và thường xuyên gặp gỡ con trai. Những khoảnh khắc Jackie Minh Trí ở bên mẹ ruột và em gái khiến khán giả vô cùng thích thú. 10 năm kể từ ồn ào tình cảm với Ngô Kiến Huy, Thủy Anh hiện tại hạnh phúc bên gia đình mới. Cô ngày càng trẻ trung và mặn mà hơn. Chọn cuộc sống kín tiếng nhưng thi thoảng cô vẫn chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên các con của mình. Phía Ngô Kiến Huy, anh vẫn chưa một lần nhắc đến sự tồn tại của cậu bé. Trong một sự kiện nhân dịp lên chức ông chủ của mình, khi được hỏi về con trai Jackie Minh Trí, Ngô Kiến Huy vẫn giữ thái độ lạnh lùng, giọng ca truyền thấy y hoàn toàn im lặng, rồi chuyển sang một chủ đề khác. Suốt nhiều năm nay, chàng bắp luôn giữ thái độ như vậy, vì không muốn nhắc đến con trai trước truyền thông. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.